Rồi, xin chào các anh em. Thì ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại Vietwater triển lãm ở quận 7. Thì ngày hôm nay thì mình có một cái tham dự một cái gian hàng, hiện tại là mình cũng đang có cái sản phẩm này tại công ty. Đó là thiết bị đo lưu lượng nước, mà dạng này là dạng cầm tay. Thì anh em thấy ngay chỗ đây là cái demo của nó đây. Demo trên cái ống đường ống nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì DN này khoảng 50 rồi 50mm đó nha, 5cm. Rồi ở dưới này là cái bộ đo portable. Portable này thì bây giờ hiện tại á, anh em thấy nó hiển thị gì không? Hiển thị là không, có nghĩa là mét khối trên giờ đấy. Đó, nó sẽ có hai cái con cảm biến này. Thì cái nguyên tắc của nó mình đã nói ở cái con trước á, là cái này theo nguyên tắc hình chữ V. Có nghĩa là chỗ này đúng không, nó bắn vô chỗ này, nó lên đây, nó dội vào hành ống, nó lên đây lại. Thì nó đo theo cái nguyên tắc chữ V, nó có chữ Z nữa, hoặc là chữ V đúp. Thì bây giờ á, là mình sẽ demo cho anh em coi. Thì hiện tại ở dưới kia nó sẽ có một cái robine. Cái này á, mình mở ra, khi mà mình tắt cái này á, thì lưu lượng từ bên kia nó trong hồ nè, nó bơm ra vào đây nó sẽ nhanh hơn, nhanh hơn. Nhưng mà khi mình mở cái robine dưới ra thì cái tốc độ nó sẽ giảm lại. Thì anh em sẽ coi được cái bộ này nó đo như thế nào nha. Thì đối với cái con sensor nhỏ này á, thì cái giải đo của nó là từ 10mm 10mm 20mm cho tới là 500mm. Cái đường ống á, DN á, DN 500. Còn ví dụ lớn hơn 500 thì mình sẽ chỉ thay bằng cái cặp sensor là cặp sensor khác thôi. Ví dụ như chỗ này là nhỏ đúng không, thì mình thay bằng cái pad nó lớn hơn, nó có cái độc lớn hơn. Thì chỗ này mình cũng sẽ cắm vào cái con portable này để mình đo nha. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ mở nước lên cho anh em coi cái cách vận hành của nó như thế nào, và đo được hiện tại đọc được là số bao nhiêu nha. Cái cách lắp của nó thì cái này cũng là một cái nghệ thuật lắp nha các anh em, chứ không phải là lắp là nó chạy liền đâu. Lắp sát nhau thì cách lắp bao nhiêu, được không? Rồi ok, thì giờ mình sẽ cho anh em thấy bằng cách bật cái công tắc lên cho nó chạy. Rồi ok, bây giờ là anh em thấy nè, chỗ này là bây giờ mình bắt đầu là mình cho nước nó chạy rồi nè. Đó, nước cái này là máy hút lên nè. Ha, máy hút lên rồi bắt đầu nó hút vô đâu? Nó hút lên vô cái ống này nè, vô đây. Bắt đầu nó sẽ chạy lên đây, chạy qua đây. Anh em thấy cái dấu mũi tên không? Dấu mũi tên bên này nè. Đấy, là cái hướng nước đi. Tương tự như trên này. Đó, bây giờ hiện tại là mình khóa cái này lại thì tốc độ nó sẽ chạy trên này chạy nhanh hơn nha. Thì mình đây là cái máy dạng máy đo cầm tay nha, mình nhắc lại nha. Máy đo cầm tay này là của hãng này. Thì giờ hiện tại tốc độ anh em thấy được là bao nhiêu? 7.49 mét khối trên giờ. Đó, anh em nhìn chỗ đây nè, 749 mét khối trên giờ, được không? Rồi cái tốc độ nó đo được á, cái này là flow. Flow tính bằng mét khối trên giờ. Còn ở dưới là tốc độ nè, tốc độ của nó nè, 0.79 mét trên giây. À, ok chưa, nó chỉ hiện thì hai thông số này. Thì mục đích cái này á, là nó sẽ đo với những cái con mà lắp cố định trên đường ống. Mình coi thử cái con của mình chính xác hay chưa. Rồi bây giờ mình thấy nước nó chảy rồi. Bây giờ là 7.31, nó sẽ thay đổi liên tục tại vì nước nó sẽ có sự dao động mà. Thì trên này mình sẽ bắt đầu mở cái robine này ra từ từ, khoảng 50% thôi, 45 độ, để coi thử cái sự thay đổi của nó như thế nào nha. Anh em coi nè. Rồi giờ chỗ này mình mở ra nè. Đấy, mở ra. Rồi 45 độ nha. 45 độ thì anh em sẽ thấy được đây, chỗ này nó bắt đầu giảm xuống. Nó giảm xuống. Đấy, nó giảm xuống. Thấy chưa, nó giảm xuống bao nhiêu rồi. Nó đang giảm xuống từ từ. Đó, flow nó đang xuống. Thì mình không, để mình coi thử là đối với cái đồ vặn như vậy thì giảm xuống bao nhiêu nha. Cố định, tốc độ nó sẽ giảm xuống theo luôn lưu lượng và tốc độ. Cái bộ này thường anh em mà mấy anh em mình muốn là kiểm tra song song á, thử là cái thiết bị gắn cố định mình đã đúng chưa, hoạt động đúng chưa. Từ cái giải từ 0 cho tới 10mm cho tới là 6000mm. Đó nha, đó bây giờ nó đang xuống. Thì anh em cứ coi, mình cứ quay vậy để cho anh em tham khảo. Rồi nó đứng lại ngay chỗ là 6.68 nè. Đúng không? 6.68 thì anh em coi thử. Bây giờ mình sẽ vặn hết luôn thử nó giảm xuống bao nhiêu nha. Rồi thì vặn xuống hết luôn chỗ này, anh em coi thử nó đang giảm xuống nè. Có phải là khi mà mình mở cái robine này thì bắt đầu nước nó sẽ chảy ra hai ống, thì cái lưu lượng nó sẽ chia đôi ra không? Nó sẽ chia đôi ra, nó sẽ giảm lại. Thì anh em coi thử nha. Đó, nó đang giảm xuống 5.62, tốc độ nó là 0.58 mét trên giây. Nó đang giảm từ từ xuống luôn.
có vẻ như nó đứng lại tại 5.4 m³/giờ và 0.58 m/giây, đó là tốc độ. Như vậy thì anh em thấy được rằng là cái việc mà sử dụng thiết bị cầm tay đo này để xác định được cái bộ của mình là đúng hay sai, bộ lắp cố định đúng hay sai rất là quan trọng. Thì đây thì mình sẽ đi một vòng nữa dành cho anh em coi nó cụ thể là cái cách lắp của con này nha. Đó, hai cái này dạng này là dạng lắp chữ V. Đó. Ok, rồi thì tổng quan chi tiết nó là vậy thôi. Anh em cần hỗ trợ thêm thì cứ alo cho mình hoặc là để lại comment nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.